Hơn 240 người hoàn thành cách ly tại Hà Nội được về nhà. Tổ liên ngành túc trực 24/24 đội mưa đo thân nhiệt tài xế ở cửa ngõ thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh chi 9 tỷ đồng hỗ trợ gần 12.000 người bán vé số. Tránh dịch Covid-19, người dân ít ra đường nhưng tai nạn giao thông lại gia tăng. Xử phạt nhiều tàu khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. Phút đời thường hôm nay là câu chuyện căng thẳng cuộc chiến không tiếng súng chống đại dịch Covid-19. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 4 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quốc Huy của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Mở đầu chương trình hôm nay là những thông tin mà chúng tôi cập nhật về tình hình dịch Covid-19. Tính đến 7 giờ hôm nay, trên thế giới có 1.097.810 ca nhiễm, 59.140 ca tử vong và 228.405 ca phục hồi. Riêng tại Việt Nam đã ghi nhận 239 ca nhiễm, 86 ca phục hồi. Cho đến nay, công tác phòng chống dịch bệnh tại nước ta đang được đánh giá khá tốt, cùng với đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ phòng chống dịch. Và mới đây, hơn 240 người tại khu cách ly Pháp Vân Tứ Hiệp, Hà Nội đã được về nhà sau khi hết thời hạn cách ly 14 ngày. Số lượng người dân hết cách ly đợt này chủ yếu trở về các địa phương như Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Yên Bái. Khoảng 20 xe buýt được bố trí để đưa người dân hết hạn cách ly về lại địa phương. Tại khu cách ly Pháp Vân Tứ Hiệp có 1.800 công dân trở về từ vùng dịch nước ngoài. Trong những ngày tới sẽ tiếp tục đưa công dân trở về địa phương sau khi hoàn thành cách ly theo đúng quy định. Ngoài những cố gắng của đội ngũ phòng chống dịch bệnh trong khu cách ly, các cán bộ chiến sĩ tại 30 chốt cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội cũng nỗ lực túc trực 24/24, làm việc hết công suất. Có những thời điểm trời đổ mưa nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn thực hiện nhiệm vụ. Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an quận, huyện và thị xã, thanh tra giao thông, y tế đã phối hợp chặt chẽ trong việc dừng xe, kiểm tra thân nhiệt lái xe, người ngồi trên xe ô tô ra vào cửa ngõ thủ đô. Lực lượng chức năng nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất có trách nhiệm của người dân. Tổ liên ngành cũng tăng cường tuyên truyền cho tài xế, người dân những biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống dịch, không ra ngoài đường khi không có những sự việc đặc biệt quan trọng. Thành phố Hà Nội triển khai nhanh 30 chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố, kiểm tra trên 10.000 tài xế, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Xin chuyển sang một thông tin khác. Theo thống kê mới nhất, số người bán vé số dự kiến được hỗ trợ tại thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 8.000 người lên gần 12.000 người. Tổng số tiền hỗ trợ cũng tăng từ 6 tỷ đồng lên gần 9 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, qua thống kê của các quận huyện, đến ngày 2 tháng 4, toàn thành phố có 11.947 người bán vé số cư trú trên địa bàn, so với số liệu khảo sát ban đầu tăng khoảng 4.000 người. Với mức hỗ trợ được đề xuất 50.000 đồng một người một ngày trong thời gian 15 ngày, dự kiến kinh phí cần chi gần 9 tỷ đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đề xuất chi từ nguồn ngân sách thành phố, quỹ vì người nghèo thành phố và quận huyện, quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố. Chương trình tiếp tục với những thông tin về tình hình an ninh trật tự. Chiều qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 3 năm 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn có chiều hướng diễn biến phức tạp. Dù người dân hạn chế ra đường vì dịch Covid-19, nhưng số vụ tai nạn giao thông lại gia tăng. Cụ thể đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 51 người, bị thương 9 người. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh, người dân hạn chế ra đường, mật độ phương tiện thấp, giao thông thông thoáng, nên một số người điều khiển phương tiện đã chủ quan chạy quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lưu thông không đúng phần đường dẫn đến tai nạn. Do đó, từ ngày 1 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố đã tăng cường bố trí các tổ công tác tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn như chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, tránh vượt dừng đổ không đúng quy định, đồng thời tăng cường chốt chặn kiểm tra hành chính về ban đêm để kịp thời ngăn chặn xử lý các vụ tụ tập, chạy xe lưu thông thành đoàn gây rối trật tự công cộng. Mặc dù ngành chức năng và các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Phước đã vào cuộc tích cực xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm, tuy nhiên đến nay, tình hình khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước vẫn tiếp diễn, gây thất thoát tài nguyên, ngân sách và làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Sông Đồng Nai đoạn qua huyện Bù Đăng có chiều dài gần 20 km. Những năm qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông đã gây ra nhiều hệ lụy. Đến nay, Công an xã Đăng Hà phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh và Công an huyện Bù Đăng phát hiện 24 tàu khai thác cát trái phép và đã xử phạt 19 tàu hơn 457 triệu đồng. 5 tàu đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Để hạn chế tình trạng này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng cho biết sẽ có chế tài để tịch thu phương tiện vi phạm và tăng mức độ xử phạt đối với hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát trái phép. Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành chỉ thị 16 về thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, tất cả cùng chung tay với cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tuy rằng không có tiếng súng, nhưng cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 đã diễn ra tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã gây thương vong cho hàng chục ngàn người. Tại Việt Nam, đội ngũ phòng chống dịch cùng người dân cũng đang ngày đêm chiến đấu để đẩy lùi dịch bệnh. Sau đây chúng tôi xin được chuyển đến quý vị câu chuyện đẹp về những nỗ lực không ngừng nghỉ của công tác phòng chống dịch bệnh. Tại Việt Nam, mỗi ngày trôi qua được xem như là một cuộc chiến. Những người trong công tác phòng chống dịch lúc này được xem như là những chiến sĩ. Anh biết là ở chỗ của anh á, mà nó xe dịch đó là nguyên khu phố là bị cách ly không? Rồi cái đó em hiểu. Đó, nên á, anh phải đồng hành giùm với cơ quan nhà nước. Nhiều biện pháp được thực hiện để chống dịch, nhưng ý thức chấp hành không phải ai cũng có. Sau khi được giải thích cặn kẽ, người đàn ông này mới đồng ý ký vào biên bản và cam kết không phục vụ khách ăn uống tại chỗ. Tấm gọn thì phường có báo cho mình biết, mình cứ tại vì cái đó là do mình, tại vì mình cái gì mình có chuẩn bị sẵn đó, mình hơi gán được phần nào đưa đảo phần đó hết thôi, rồi vậy thôi. Về ý thức phòng chống dịch bệnh, nếu ai cũng một lòng chung tay thì sẽ hỗ trợ rất nhiều cho đội ngũ phòng chống dịch. Thì bây giờ chủ trương thì phường thì thông báo thì coi như là bán mua về thì tôi phải chấp hành đúng như vậy, là chỉ bán mang về thôi, không có cho ngồi ở đây nữa. Với tinh thần chống dịch như chống giặc ở thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương thường xuyên có mặt, khi thì phát tờ rơi, lúc thì phát khẩu trang, cá nhân nào không chấp hành thì bị phạt. Mọi việc làm nhằm mục đích kêu gọi ý thức của người dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thì chúng tôi cũng rất là an tâm và tin tưởng vào lãnh đạo của từ trên trung ương xuống địa phương, và cũng cùng nhân dân nghiêm túc thực hiện để mà đánh lùi cái dịch bệnh này. Khảo sát thấy là người dân cũng chấp hành rất là tốt về việc hạn chế ra đường, đặc biệt trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp. Những thông tin này thì hàng ngày phường cũng đã có tổ chức phương tiện xe loa. Trong giai đoạn quyết định thành bại của cuộc chiến chống dịch bệnh như hiện nay, vai trò của mỗi người dân hết sức quan trọng. Tuân thủ nghiêm những khuyến cáo của chính quyền cũng chính là giúp sức cho đất nước sớm đẩy lùi dịch bệnh. Cách ly toàn xã hội 15 ngày, mọi người chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết. Những ngày này, các tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh bỗng lạ lẫm. Những con đường vắng người qua lại, những hàng quán đóng cửa. Ngoài bình yên, nhưng bên trong là một cuộc chiến căng thẳng chống dịch bệnh. Dịch bệnh ập đến, thiệt hại nặng nề, nỗi lo lắng chưa thể dập tắt, và lúc này cần lắm một ý chí chung để cùng chống dịch. Ý thức của người dân trong cái công việc này là vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu mà người dân hợp tác với mình thì sẽ ngăn chặn được là cái việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thì là phường cũng xác định được cái này, cho nên nó là tăng cường công tác kiểm tra rồi vận động. Cuộc chiến chống dịch Covid-19, một cuộc chiến còn phải tốn nhiều thời gian, công sức. Câu chuyện về tình người lan tỏa trong cơn đại dịch như thắp sáng lên niềm tin hy vọng trong công tác chống dịch. Vừa qua, câu chuyện về cụ Ngô Thị Quýt, một mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi, tham gia may khẩu trang hỗ trợ phòng dịch Covid-19, khiến dư luận không khỏi xúc động. hay câu chuyện 15 ngày làm cơm tặng người bán vé số nghèo, và cả câu chuyện đẹp về một cụ bà 87 tuổi ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ủng hộ đôi bông tai và 3 triệu đồng phòng chống dịch. Những tấm lòng giữa cơn đại dịch đã vẽ lên một bức tranh về niềm tin và cổ vũ tinh thần chiến đấu với đại dịch. Để không làm công tác phòng chống dịch thêm phức tạp, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung tay với chính phủ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuotrẹ.vn quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.